Mời Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Ủa anh ơi. Hả? Em cuối quan trọng. Em ngắn gọn lắm. Ok mời, đây vui lắm nha mọi người nha. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trương Quỳnh Anh và em là diễn viên ạ. Có làm ca sĩ nhưng mà làm cái gì luôn. Dạ, em có làm ca sĩ nhưng mà lâu đó là em không có đi hát à. Dười. Cười đi, cười đi, cười đi. Và bây giờ chúng tôi sẽ có màn giới thiệu lại để cho quý vị biết nhiều hơn thông tin về chúng tôi và yêu thương hơn. Đầu tiên là Lê Nhân, xin mời. Em là Lê Nhân, em là một diễn viên ạ. Xin tự giới thiệu, em là Đào Bảo Ân và hiện tại em đang là diễn viên ạ. Cho em hỏi camera nào của em ạ? Của em hết rồi bé. Dạ xin chào mọi người, em là Phương La. Hiện tại thì em đang làm diễn viên ạ. Em xin hết. Cái tên mình Phương La nghĩa là gì? Dạ tại vì em là fan cuồng của Harry Potter cho nên em rất là thích hình ảnh Phượng Hoàng. Tên Phương có nghĩa là Phượng Hoàng, tức là những khi mà mình gặp mình yếu đuối hay mình áp lực thì mình sẽ hồi sinh mạnh mẽ như là Phượng Hoàng vậy. Yeah! Được giải thưởng gì rồi? Dạ, em là áo quân Việt Nam Snack Comedy. Đó. Mà em thắc mắc cái cuộc thi đó là cuộc thi về chân dài. Đây đây, em giải thích cho chị nghe. Tại vì năm của Phương tham gia đó là cái chủ đề là Break the Rule, là phá luật. À. Có nghĩa là hình tượng người mẫu là phải cao. Nhà Phương là một người hình tượng phá luật cho nên là mặc dù là nắm lùn nhưng mà là vẫn đạt cái vị trí cao trong cái cuộc thi đó. Giang đang tiếc. Bé mới vô mà chặt chém hả ha? Dạ, để coi. Để coi. Để đó, anh với anh cứ để đó. Để đó. Tụi em. Dạ, anh cần loài ai thì cứ báo hai tụi em nha. Vâng ạ. Bây giờ là Vinh Râu. Dạ, mình là Vinh Râu, hiện là biên kịch và cũng là diễn viên của Pháp TV, làm các video clip hài trên YouTube. Cảm ơn Vinh Râu, quá quen thuộc với quý vị khán giả. Hà Thanh Xuân xin được chào tất cả quý vị khán giả. Và hôm nay Hà Thanh Xuân rất là vui bởi vì tham dự một chương trình rất là đông đủ các anh chị em nghệ sĩ. Và Hạnh Xuân biết là hôm nay thời tới rồi. Thời tới rồi. Rồi. Mời Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Ủa anh ơi. Hả? Em cuối quan trọng. Em ngắn gọn lắm. Ok mời, đây vui lắm nha mọi người nha. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trương Quỳnh Anh và em là diễn viên ạ. Có làm ca sĩ nhưng mà làm cái gì luôn. Dạ em có làm ca sĩ nhưng mà lâu đó là em không có đi hát à. Vui. Cười đi, cười đi, cười đi. Thì chỗ đó vui đó. Vui chưa? Vui quá trời vui. Qua. Qua. Tôi là Lê Vũ Lâm. Công việc chính là diễn viên. Lam bây giờ. Lâm Vĩ Dạ xin được kính chào quý vị khán giả của chương trình Thời. Lâm Vĩ Dạ xin được chào quý vị khán giả của chương trình Thời tới rồi. Dạ hết ạ, mời em. Dạ em chào mọi người. Em tên là Diệp Lê, công việc chính là kinh doanh thời trang tái sử dụng. Và đây là lần đầu tiên em xuất hiện trước mọi người mà không có filter cho nên em khá là rung á. Hy vọng là ngày hôm nay em sẽ chơi game với anh chị thật là vui. Em thời trang tái sử dụng là những là như nào? Giống như ngày hôm nay ví dụ như mấy anh chị đi show đúng không? Cái mấy anh chị bận đồ, cái mấy anh chị không thích nữa thì mấy anh chị có thể gửi cho em. Em sẽ giúp cho cái người cần thiết hơn sử dụng tiếp cái món đồ đó. Là bán lại. Bán chế lời. Không, cái này đồ cũng mượn không à. Không có công việc chính của em nó liên quan đến thẩm định đồ hiệu này nọ. Thẩm định đồ hiệu. Dạ. Khi chị già hay cũ có thể làm mới chứ được không anh? Bé chị già anh đạt đó là chị là cũ. Là bây giờ đã từng qua bên cửa hàng rồi, đứng 4 ngày không ai tới hỏi. Có thể tái chế chứ là gì mà. Đừng có nói gì mà. Mọi người ơi, ở đây chỉ có Lâm với lại già là có kinh nghiệm chơi chương trình này thôi. Anh ơi, mà kinh nghiệm nó đâu có quyết định được cái gì đâu anh. Dạ đúng rồi anh. Kinh nghiệm nó chỉ nhằm hiểu rõ luật chơi hơn thôi. Dạ. Nhiều quá cũng được mà ít quá cũng xong. Ở khúc giữa là được. Dạ. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng cho vòng chơi đầu tiên chưa ạ? Sẵn sàng. Thưa quý vị, ngay bây giờ là vòng đầu tiên của Thời tới rồi. Xin thưa các chị là bằng mọi giá phải tồn tại đến cuối cùng. Đây chính là lý do. Cái gì anh? Kim cương, diamond. Wow. Sao quá lại diamond anh? Cái viên kim cương này me rất là lâu rồi mà không được nha. Wow. Hay quá, em về em thay cái bông tai này bông tai giả. Và ai tồn tại đến cuối cùng đủ may mắn sẽ mang về viên kim cương này. Anh Giang ơi, em nôn nóng lắm rồi. Sẵn sàng chưa? Em có ý kiến. Ý kiến gì ạ? Tại sao cái này lại để ở chỗ của em ạ? Để dời đi chỗ khác được không ạ? Đây, cái này là khi người nào đầu tiên loại sẽ đeo cái này. Dạ. Ví dụ em là người đầu tiên loại nè. Đừng, ví dụ em được không ạ? Đó, rồi nếu có hoạt động nghệ thuật thì xin thêm miếng điện nè. Đó. Đó. Hợp quá nè, hợp quá nè mọi người. Hợp quá nè. Đẹp. Đeo luôn đi em. Hai chị đeo luôn đi. Rồi, sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi ạ. 3 phút bắt đầu. Đeo tay nghe. Đóng đắp không?
9 người chơi đã ngồi sẵn trong thùng. Đoàn Bảo Ấn, Dương Lâm, Hà Thanh Xuân, Lê Nhân, Trương Quỳnh Anh, Phương La, Vinh Râu, Lâm Vĩ Dạ, Diệp Lê. Ai đứng lên đầu tiên? Loại. Ai đứng lên cuối cùng? Loại. Bắt đầu. 3 phút bắt đầu rồi. Ai sẽ người vấy được viên cương? Ai sẽ là người mang về được viên cương của chương trình của tối ngày hôm nay? Hey, như chưa đủ mặt hay sao mà đưa tôi cái nón cá mặt vậy trời? Không lẽ nghe nhạc luôn khỏi ra? Trời ơi, không biết có ai ra chưa ta? Ở ngoài sao rồi trời? Chết chưa, chúng ta gầm em. Chúng ta gần nhau. Chẳng quay về với em. Chẳng bên em cần có anh. Ai sẽ là người mang về được viên kim cương? Tất cả còn chờ đợi, chúng ta chưa biết được. Bây giờ lên sớm quá cũng không được, mà lên trễ quá cũng không được. Trời ơi, không biết có ai ra chưa? Mình nghĩ là mọi người sẽ rất là sợ, cho nên là sẽ không có lên sớm đâu. Ở trong căn phòng này thật sự rất là buồn luôn á, bây giờ không biết ở bên ngoài đang sao nữa nè. Nhưng mà cũng may là mình có hạt bí ở bên cạnh mình. Yeah. Ai chưa ạ? Có ai chưa ạ? Không biết có ai ra chưa ta? Cái này chắc mình phải đếm từ 1 tới 10. Quá, không nghe được gì hết. Không tin em như kêu lời đồn. Có vẻ như họ thấy viên kim cương họ đang tính toán rất kỹ cách chơi. Nhưng biết đâu được. Không mấy giờ mình gọi điện thoại cho Phương La, mình hỏi Phương La ra chưa được không ta? Nghe tìm chút nữa đi. Hồi nãy giờ bao lâu rồi trời? Thôi lên nha, chứ chờ trễ quá cũng được, lên nha, lên. Ai sẽ là người đứng lên đầu tiên? Chúng ta sẽ được biết sau vài phút giải lao. Quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.